Hello, xin chào mọi người, mình là Cu. Cu đã có một cái chuyến du lịch vào mùa thu ở Nhật Bản rất là đẹp. Đến bây giờ khi mà ngồi dựng lại clip này thì lại cảm xúc mình vẫn còn rất là lâng lâng. Nên vì thế là trong cái video này mình sẽ review rất là chi tiết để mọi người có thể tham khảo cho chuyến đi Nhật sắp tới của mình nha. Chuyến bay từ Sài Gòn của mình đến sân bay Haneda đáp lúc 1 giờ sáng, làm thủ tục nhập cảnh xong thì là cũng 3 giờ sáng rồi. Nên là mình tìm một cái chỗ ngủ qua đêm ở sân bay Haneda luôn để sáng sớm hôm sau đi tàu điện vào trung tâm. Wow, đẹp quá mọi người ơi. Đây là cái khung cảnh bình minh tuyệt đẹp ở lầu 3 cái chỗ mình ngủ tối hôm qua đây. Từ cái vị trí hành lang này, bạn phóng tầm nhìn đã thấy một cái sân đổ máy bay rất là đẹp và cảm giác nó rất là gần luôn, nhìn máy bay rất là cận cảnh nha. Mình không ngờ là cái chỗ này gần máy bay và đẹp vậy luôn á. Chỗ này mọi người thấy đang xếp hàng mua thẻ welcome suy cạc ở cái máy bán tự động. Mình đã có sẵn cái thẻ Akoka đem từ Việt Nam rồi, nên là mình lướt qua cái đoạn này rất là nhanh, không thì là sẽ mất thời gian rất là lâu để xếp hàng như vậy. Mình mở ngoặc một chút xíu về cái thẻ IC card để mọi người có thêm thông tin nha. Hiện tại thì có 3 cái loại IC card phổ biến nhất dành cho khách du lịch Nhật Bản, đó là Suica, Ikoka và Basmo. Thì các bạn có thể mua trước các cái thẻ này ở Việt Nam. Thì cái chỗ bán sẽ gửi cho mọi người cái email QR code. Các bạn lấy cái QR code này đến sân bay và đổi cái thẻ vật lý. Hoặc là bạn cũng có thể xếp hàng mua trực tiếp như lúc nãy mà mọi người đang xem. Bạn nạp tiền vào card này dùng để đi tàu điện ngầm, đi xe bus hoặc là mua sắm trong các cái mini mart và một số cửa hàng tiện lợi khác. Nói chung là sử dụng cái thẻ này rất là tiện lợi luôn. Ba loại thẻ này mọi người có thể dùng toàn đến Nhật luôn nha, ngoại trừ tàu Shinkansen và xe bus cao tốc là không dùng được, phải mua vé riêng. Ngoài ra, nếu mà bạn du lịch ở Tokyo và không có muốn dùng thẻ thì mọi người có thể tham khảo ba cái loại vé metro tính theo ngày như là hình các bạn đang xem. Cá nhân Cu thấy thì việc mua vé lẻ hay việc thẻ thì cái giá nó cũng không chênh nhau là bao nhiêu. Có rất là nhiều cái phương tiện di chuyển từ sân bay Haneda về ga Tokyo, ví dụ như xe bus, tàu metro, tàu nhanh, monorail, thì là các bạn cứ nhìn cái bảng hướng dẫn rất là chi tiết ở trên trần nhà để biết là mình đi phương tiện nào thì nên đi hướng nào. Lần này thì mình chọn đi tàu nhanh monorail để vào trung tâm thì mất khoảng 20 phút một lần đổi tàu ở Lai Sanh. Mọi người có thể mua vé lẻ ở máy bán tự động, hoặc đơn giản nhất thì mình nghĩ là cái quẹt thẻ IC card cho nó tiện lợi. Mọi người chú ý kẻo hư lộn hướng tàu nha, xém xíu nữa là mình lộn hướng rồi đó. Trong trường hợp mà mọi người đi lộn cái hướng tàu chạy thì không vấn đề gì hết, mọi người đi vào lại trong tàu và để tàu quay ngược lại vị trí cũ là ok. Đi monorail được thích một cái là nó đi nổi trên mặt đất nên là mọi người có thể nhìn ngắm phố phường hai bên rất là đẹp. Thứ hai nữa là tàu cũng vắng hơn nhiều so với lại tàu metro. Nếu mà đi monorail thì từ sân bay Haneda về ga trung tâm Tokyo Station thì là mọi người sẽ xuống tại ga Hamamatsucho, sẽ dừng ở đó, sau đó là đi theo của đoàn người đi xuống cầu thang theo bảng chỉ dẫn để chuyển qua cái line màu xanh lá. Mọi người chú ý cái bảng hướng dẫn màu xanh lá nằm ngay dưới chân nha, để biết cái hướng chuyển tàu chuyển line như thế nào cho nó khỏi bị cập rập nha, bởi vì ở cái ga này lưu lượng người rất là đông. Sau khi tới khách sạn gửi hành lý xong thì mình quay ngược trở lại ga Tokyo Station để đến khu quảng trường Marunouchi nằm ngay ở phía trước ga Tokyo luôn. Mọi năm thì mình thấy khu vực quảng trường này lá vàng hết rồi, rất là đẹp. Năm nay thì lá vẫn còn chưa vàng lắm, mọi người thấy là vẫn còn lá màu xanh xen kẽ. Thời tiết lúc này là khoảng 18 độ, nắng nhẹ, dạo phố quanh khu quảng trường này ngắm lá vàng là một cái trải nghiệm cực kỳ thích luôn mọi người ơi. Rất là mát mẻ và không khí rất là dễ chịu luôn. Tình cờ là gặp một buổi chụp hình cưới của cô dâu chú rể trong trang phục truyền thống của Nhật Bản ở trước ga Tokyo Station. Phía sau background là tòa nhà ga Tokyo Station theo phong cách cổ điển rất là đẹp. Có lẽ mình ấn tượng với anh nhiếp ảnh gia hơn, ảnh lăn lê bò toài các kiểu, chụp rất là mê say luôn. Không biết là ra ảnh có đẹp không nhưng mà thái độ làm việc như vậy là quá xuất sắc rồi đúng không mọi người? Ham chơi quá mà từ sáng đến giờ chưa kịp ăn gì luôn. Vậy là mình search Google Maps tìm một cái mini mart gần đó để kiếm đồ ăn trưa. Đi lang thang vào các cái tòa cao ốc rộng mênh mông như thế này thì là cái việc đầu tiên là mình phải tìm cái bản đồ hướng dẫn, chứ không là rất là dễ lạc trong này luôn. Vì quanh khu vực này là trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng nên là cái mini mart này có sẵn các suất ăn đóng hộp rất là đa dạng, rất là nhiều. Trung bình một cái hộp như vậy là khoảng 50 yên, tức là khoảng 85.000 tiền Việt Nam thôi. Với cái giá này cho một cái bữa ăn nhanh thì mình nghĩ là không đến nỗi quá mắc đúng không mọi người? Cái mini mart này toàn đồ ăn đóng hộp thôi á, rất là nhiều lựa chọn, rất là hợp ý mình luôn. Kiểu mình thích nhà đi chơi giữa đường, gặp đâu ăn đó cho nó tiện và không quá mất thời gian đi kiếm quán này quán kia.
Điểm đến tiếp theo sau khi ăn trưa là Tokyo National Forum. Chưa biết bên trong như thế nào, chứ mọi người nhìn thấy khuôn viên bên ngoài như vậy là thích mê rồi đúng không? Cả một cái không gian rợp bóng lá vàng và có những cái quán cà phê nhỏ nhỏ, thêm mấy cái ghế để sẵn ngồi nữa. Một khung cảnh chiêu hết nước luôn á. Hơi tiếc là bọn mình không có nhiều thời gian để ngồi cà phê chiêu, chứ cái không gian này mà ngồi cà phê tám chuyện, trời ơi, tao nói nó đã lắm luôn á mọi người. Tokyo National Forum tọa lạc tại khu Marunouchi là một cái trung tâm rất là lớn ở thủ đô Tokyo. Đây là một cái tổ hợp hội nghị nghệ thuật được trang bị đầy đủ tiện nghi. Trung tâm quốc tế Tokyo được đánh giá về mặt kiến trúc rất là cao và được biết đến như là một trong những cái địa danh hàng đầu của Tokyo mà du khách nên ghé thăm, và tất nhiên là nó miễn phí vé mọi người. Nó có một cái hệ thống cầu thang nối liền mấy tòa nhà với nhau, nhưng mà đi cầu thang bộ xuyên không qua như vậy thì mình nghĩ là bạn sẽ cảm nhận được cái độ hoành tráng của công trình này. Bước vào cái chỗ này, mọi người sẽ cảm giác mình nhỏ bé giữa một công trình rất là khổng lồ, đúng là choáng ngợp luôn. Cái view ngắm tháp Tokyo mình cũng đã biết trước là sẽ xếp hàng rất là lâu, rất là đông, bởi vì cái chỗ này rất là hot, mà như vậy thì mất nhiều thời gian quá. Trong khi nắng chiều xuống rất là nhanh nên là mình quyết định bỏ cái điểm check-in đó và đi lang thang qua một công viên nhỏ gần đó, cũng có thể thấy được cái tháp Tokyo từ rất là xa. Có thêm một cái điểm check-in với tháp Tokyo khác mà mọi người cũng có thể tham khảo, đó là chùa Jojo-ji Temple. Lúc này thì mình đến chùa hơi trễ, khung cảnh cũng đã nhá nhem tối rồi, không đẹp lắm. Nhưng được cái lúc này tháp Tokyo lên đèn, nhìn xa rất là bắt mắt. Sáng nay trước khi đi chơi thì mình sẽ dành thời gian một chút xíu để review khách sạn ở Tokyo cho mọi người tham khảo nha. Đây là khách sạn Appa Higashi Nihonbashi, là một cái tòa nhà rất là lớn, nằm ngay mặt tiền đường và đặc biệt là bên cạnh cái ga Higashi Nihonbashi, cạnh cửa hàng tiện lợi 71 luôn. Tuy là hơi xa trung tâm một chút xíu nhưng mà về mặt vị trí thì mình thấy nó rất là thuận tiện. Như mọi người biết thì hệ thống khách sạn Appa gần cả ngàn khách sạn phủ rộng khắp Nhật Bản. Về mặt bằng chung thì cái hệ thống khách sạn Appa có cái giá phải chăng. Khách sạn sạch sẽ tươm tất theo một cái tiêu chuẩn chung. Phòng này mình book có diện tích khoảng 11m², khá là nhỏ. Mình mở hai cái vali ra là full hết diện tích của phòng rồi, đi lại hơi khó khăn một chút xíu. Thời điểm mình book thì phòng này có giá là 1,7 triệu một đêm, đã bao gồm tất cả các loại thuế phí và không phải đóng bất cứ một cái phí nào khác khi mình check in nữa. Mặc dù là phòng nhỏ nhưng mà trang bị rất đầy đủ các cái tiện ích cơ bản, ví dụ như mọi người thấy là có máy sấy tóc, máy điều hòa, tủ lạnh mini, cà phê, áo choàng, dép đi trong phòng, mọi người xem có cả đồng hồ báo thức nè, trang trí chim hoa các thứ nữa. Hệ thống điều khiển là nằm ngay trên đầu giường luôn, rất là tiện lợi. Đây có sẵn móc quần áo luôn. Như mọi người thấy là có bộ set nhà tắm đầy đủ, khăn tắm thì thay mỗi ngày và không có dọn phòng nha. Mặc dù là phòng trang bị rất là đầy đủ tiện ích, có vòi toilet rửa tự động nóng lạnh, nhưng mà không gian nhà tắm nhỏ xíu à mọi người. Về độ sạch sẽ tiện dụng là mình chấm 9/10, gần như hài lòng tuyệt đối, không có phàn nàn bất cứ một lý do gì, chỉ có điều là không gian quá nhỏ mà thôi. Thì như mọi người biết là cái diện tích đất ở Nhật, đặc biệt là ở Tokyo, rất là eo hẹp, và một cái không gian nhỏ cho một mức giá khoảng tầm trên dưới 1,5 triệu một đêm là điều hiển nhiên. Để tránh đám đông photobomb thì từ 6 giờ sáng mình đã ăn sáng, nhanh chóng rời khỏi khách sạn để di chuyển đến chùa Sensoji, một cái chùa rất là đẹp và lúc nào cũng nườm nượp đông du khách, bất kể mùa nào, bất kể thời tiết ra sao. Ngay lối ra của ga Asakusa thì có cái locker thuê đồ, có cho thuê trang phục để bạn chụp ảnh. Theo mình quan sát thì cái chỗ này thuê sẽ rẻ hơn là thuê phía bên trong chùa. Lúc này là khoảng 7 giờ sáng, mình đã có mặt ở chùa, hàng quán còn chưa mở, đường xá thì vắng hoe, người thì thưa thớt, quá lý tưởng để có một khung hình đẹp đúng không? Mình cũng không giải thích được vì sao cái chùa này lúc nào nó cũng đông á mọi người, bất kể mùa nào, nắng, mưa, xuân, hè gì cũng đông hết á. Đây là cổng Kaminarimon, là cổng chính dẫn vào ngôi chùa và là một trong những cái biểu tượng rất là nổi tiếng của Tokyo. Các cái shop hai bên mọi người thấy là bán đồ lưu niệm, mà giờ này là còn sớm quá nên là tất cả còn đang đóng cửa. Theo như mình thông tin mình đọc được thì Sensoji là một ngôi chùa Phật giáo cổ kính nằm ở khu vực Asakusa, Tokyo. Đây là ngôi chùa cổ nhất ở Tokyo và là một trong những cái điểm du lịch rất là nổi tiếng của thành phố. Chùa Sensoji được thành lập vào năm 628 bởi hai ngư dân. Họ đã tìm thấy một cái tượng Phật Bà Quan Âm ở trong cái lưới đánh cá của mình. Sau đó họ đem về và lập chùa để thờ. Ngôi chùa được xây dựng và mở rộng rất là nhiều lần trong suốt cái chiều dài lịch sử phát triển của mình. Tuy nhiên nó cũng bị phá hủy rất là nhiều lần bởi hỏa hoạn. Lần trùng tu gần nhất của ngôi chùa là vào năm 1990 và như hiện trạng bạn thấy ngày hôm nay.
Chùa Sanssouci được xem là một cái biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Rất nhiều người đến đây để cầu nguyện sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nên là bạn thấy là mỗi năm nhân dịp đầu năm mới thì người dân Tokyo đổ đến đây xin tài lộc may mắn rất là nhiều. Một trải nghiệm khác khi đến chùa Sanssouci đó chính là xin sâm. Hầu như ai đến chùa thì cũng xin một quẻ sâm. Xong họ sẽ tìm một cái lời chú giải ở trong các cái hộp gỗ để sẵn phía trước. Sau khi xin sâm xong thì mọi người di chuyển tới cái chỗ giếng nước này nha. Mình thấy có người thì uống một ngụm nước, có người thì là vẩy nước ở lên đầu, kiểu như là để tẩy trần cái ô uế, cái xui rủi trước khi mà vào bên chánh điện để lạy Phật. Đó là một cái nét văn hóa rất là độc đáo của đạo Phật ở Nhật Bản. Mọi người sẽ thả một ít tiền xu vào những cái ô này, sau đó là cầu nguyện. Hầu như ai vào chùa cũng sẽ xin la may mắn và sức khỏe, bởi vì chùa này rất là nổi tiếng hai cái vấn đề đó. Và mình nghe nói là Phật của ông ở đây rất là linh thiêng luôn á. Các cái tờ giải sâm đang được của ông lấp đầy vào trong các cái hộp, có vẻ như đây là công việc mỗi ngày, bởi vì mình thấy cái lượng du khách đến xin sâm rất là đông luôn. Ngoài khu vực chánh điện thì xung quanh còn có rất là nhiều các cái công trình phụ khác. Mọi người có thể đi tản bộ lang thang xung quanh. Lúc này và thời tiết rất là mát mẻ nên là cái việc đi bộ rất là thoải mái và dễ chịu. Mặc dù một xíu nữa đây thì cái khu vực này rất là đông luôn. Lúc này là khoảng 10 giờ sáng, lượng người đổ về chùa bắt đầu đông rồi như mọi người thấy đó đúng không? Lúc nãy mình tới thì là thấy vắng vẻ, lúc đó khoảng 6-7 giờ thôi, bây giờ bắt đầu đông đen rồi nè. Ở đây là cái con đường chính dẫn vào chùa, lúc nãy mình đi thì còn vắng, hàng quán hai bên chưa có mở. Bây giờ là gần trưa thì bắt đầu mọi người đông đúc trở lên và buôn bán cái khu vực này rất là sum tụ. Đỉnh cao của công nghệ tự động hóa Nhật Bản là đây nè mấy bạn, xem thử nha. Nó chỉ là một cái tiệm bánh nhỏ xíu thôi mà mọi người thấy là có cái máy làm bánh tự động nè. Thấy hay ghê chưa? Tính mua thử một ít ăn xem có ngon không mà thấy chờ lâu quá thôi, mình nản mình đi luôn. Hobby Street Asakusa là một cái khu vực mua sắm, ăn uống, shopping các kiểu rất là sầm uất ở khu vực Asakusa. Từ chùa Sanssouci, bạn đi bộ qua đây khoảng 5 phút thôi. Trời ơi, mình nói nó rất là rộng luôn. Đi lang thang, rã cặp giò luôn mà không hết cái khu vực này á mọi người. Nếu mà bạn thuộc team ăn vặt, mua sắm linh tinh, vui mắt thì là mình nghĩ cái khu này rất là thích hợp với bạn luôn đó. Như mọi người thấy là mấy cái khu mua sắm này nó cứ mở rộng dài ra, đi từ khu này qua khu kia, mãi mà mình không tìm được cái lối chính để thoát ra khỏi khu này luôn. Nói chung ở đây có rất là nhiều thứ linh tinh để các bạn coi, mua sắm, ăn hàng. Ngoài ra còn có mấy cái mall thương hiệu thời trang lớn cũng rất là nhiều nữa, chưa kể là flash sale cũng rất là nhiều luôn đó mọi người. Để ngắm và chụp ảnh tháp Tokyo Skytree thì có rất là nhiều góc chụp từ xa. Nhưng mà sau khi nghiên cứu thì mình thấy cái vị trí này phù hợp với cái lộ trình của ngày hôm nay của mình nhất. Quanh khu này thì có mấy cái ngôi nhà Nhật kiểu như là lót gạch mozaic màu trắng rất là dễ thương. Mình nghĩ là mọi người sẽ rất là thích. Bên cạnh cái cầu này còn có một con hẻm nhỏ. Từ đây bạn có thể có cái view nhìn tháp Tokyo Skytree, nó rất là hoành tráng. Mình thích đi những cái chỗ lang thang vắng vẻ như vậy, nó không phải xếp hàng và không phải mất thời gian chờ đợi. Nhưng mà ngược lại thì để tìm những cái chỗ này thì rất là mất công tìm kiếm, bởi vì mấy cái chỗ photo spot này nó không có phổ biến á mọi người. Điểm đến tiếp theo chính là đại lộ sầm uất nhất thế giới, phố Shibuya. Mình nghĩ chắc là mọi người đã ít nhất một lần nghe tên Shibuya rồi đúng không? Ngay ở cổng ra của ga Shibuya, mọi người sẽ hướng đến check-in với một tượng em chó rất nổi tiếng của Nhật Bản. Đó là tượng em chó Hachiko. Mình đã từng rất xúc động khi xem bộ phim về Hachiko. Mình nghĩ là bạn cũng sẽ có chung cảm xúc như vậy. Đó là một chú chó rất là trung thành, đợi chủ ở nhà ga.
ra khỏi tượng Hachiko đi bộ một xíu là mọi người sẽ đến một cái khu vực rất là sầm uất, có mật độ lưu thông đông nhất thế giới, đó là khu vực Shibuya. Giao lộ Shibuya hiện tại được thiết kế vào năm 1932 và kể từ đó nó trở thành một cái biểu tượng văn hóa đại chúng của Nhật Bản. Nó miêu tả lên một cái phần nào sự bận rộn và chật chội của Tokyo. Đại lộ Shibuya nổi tiếng với lượng người cực kỳ đông đúc. Khi đèn báo chuyển sang xanh, hàng nghìn người sẽ băng qua đại lộ cùng một lúc, tạo nên một cảnh tượng rất là ngoạn mục. Giao lộ này cũng được biết đến với rất nhiều cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê. Du khách có thể tìm thấy mọi thứ ở cái khu Shibuya này, từ các thương hiệu cao cấp quốc tế đến các cửa hàng nhỏ do người dân địa phương sở hữu. Omode Yokocho, hay còn được gọi là Peace Alley hoặc là Memory Land, là một cái con hẻm nhỏ nằm ở khu vực Shinjuku, Nhật Bản. Con hẻm này nổi tiếng với những cái quán yakitori, tức là món gà xiên nướng, và những cái quán bar izakaya nhỏ xíu theo kiểu truyền thống. Đến đây thì bạn có thể thưởng thức ẩm thực truyền thống Nhật Bản trong một cái bầu không khí rất là sôi động và náo nhiệt, do cái không gian ở đây rất là chật chội và cái lượng người thì quá đông. Con hẻm này nhỏ nữa nên là hàng quán nào mọi người cũng sẽ cảm giác là nhỏ xíu thôi. Con hẻm này ban đầu được gọi tên là Piss Alley, tức là con hẻm nước tiểu, vì nó từng là cái nơi mà dân địa phương hay đi vệ sinh vào những cái chỗ nhỏ này, vì nó rất là hẹp và nằm sát bên những cái tòa nhà đồ sộ khác. Những cái khu trung tâm như Shibuya, Shinjuku, bất kể ngày đêm, đường phố lúc nào cũng rất là tấp nập, đông đúc. Hòa giữa dòng người, bà sẽ cảm giác như là họ lúc nào cũng vội vã, bận rộn một cách nhanh nhẹn chứ không chậm rãi như là khách du lịch. Buổi tối mình ghé qua một cái nhà hàng sushi ban truyền rất có tiếng của dân văn phòng ở Nhật hay ăn. Từ lối ra cổng tây của ga Shinjuku, đi Line Toei, đi bộ khoảng 2 phút thì bạn sẽ tới quán này. Tọa độ Google Map thì mình để trên hình nha. Quán lúc nào cũng đông, tụi mình phải chờ khoảng 20 phút thì mới có chỗ ngồi. Quán này dạng sushi ban truyền, ăn món nào tính món đó, ngoài ra thì còn có ramen nữa nha mọi người. Tùy từng món có mức giá trung bình là khoảng từ 248 đến 280 yên. Nhìn chung thì mình thấy sushi ở đây khá là ngon, đồ tươi. Ở ngay cái khu Shinjuku đắt đỏ như vậy thì mức giá như vậy là quá ổn. Sau khi ăn xong thì mình ghé qua một cái khu trung tâm trò chơi điện tử rất là hoành tráng. Lần đầu mình thấy một cái trung tâm trò chơi game mà nó lớn và hoành tráng vậy luôn á mọi người. Ở trong này không chỉ có những người trẻ nha, mình thấy có những cả những người lớn tuổi thì chơi rất là hăng say luôn. Vì là mùa cao điểm lá vàng ở Nhật nên hầu như sáng nào mình cũng dậy sớm, 7 giờ sáng là để ra khỏi khách sạn rồi, bởi vì muốn chụp hình tránh đám đông mà. Mặc dù đã xem kỹ thời tiết để chuẩn bị trang phục, nhưng mà mới hôm qua trời nắng ráo dễ chịu, như hôm nay mọi người thấy là trời đã mưa, mặc dù mình mặc 3 lớp áo luôn mà cảm giác rất là lạnh. Sáng nay là mình sẽ di chuyển đến một cái địa điểm rất là đẹp, đó là đại lộ Meiji Jingu, một con đường với hai hàng cây lá vàng đẹp đứt tiếng ở Tokyo luôn. Có vẻ như thời tiết hôm nay không ổn lắm, chụp lên hình cái màu nó sẽ xinh xỉn, không có đẹp á mọi người. Mặc dù là bốn đứa kinh nghiệm đầy mình, chinh chiến bao nhiêu nước rồi, nhưng mà cái chuyện đi tàu ở Nhật bị lạc trong ga, không xác định được cái vị trí lối ra khỏi ga là một cái chuyện hết sức bình thường, đặc biệt là ở Nhật. Mình đổi lịch qua công viên Showa, khá xa trung tâm và phải đi hai chặng tàu thì mới đến công viên này. Mình có một cái dở là không chuẩn bị đủ đồ ấm để vào công viên và quên mất trong công viên là cây cối rất nhiều, lạnh sẽ rất là nhiều luôn. Thành thử ra là mình nghĩ chắc là hôm nay mình sẽ không đi hết cái công viên này được. Phía trước cổng công viên người ta bố trí rất là nhiều cái máy bán vé tự động, mình chỉ cần đút tiền vào khe mua rất là dễ dàng. Tất nhiên là có tiếng Anh, mọi người đừng có quá lo lắng nha. Quả thực là bước vào công viên mình cảm giác như là một bức tranh vậy mọi người, đúng nghĩa là một bức tranh luôn. Mọi thứ rất là đẹp, cả một cái không gian yên tĩnh, rừng lá vàng lá đỏ xen kẽ nhau phủ trên một cái khoảng rất là rộng lớn. Tự nhiên bước vào cảm giác là mình quên lạnh cái khúc này luôn, nó đẹp quá. Công viên Showakinen là một công viên quốc gia rộng lớn nằm ở khu Tachikawa của Nhật Bản. Nó được mở cửa lần đầu tiên vào năm 1983, lúc đó là kỷ niệm 50 năm trị vì của thiên hoàng Showa. Mùa thu là cái thời điểm tuyệt vời nhất để tham quan công viên này, bởi vì những cái tán lá cây đầy màu sắc tạo nên một cảnh tượng rất là ngoạn mục, như mọi người thấy nó rất là đẹp luôn. Công viên có hơn 100 loại cây phong, mùa thu chuyển một sang màu đỏ màu cam, rồi lá vàng của cây ngỡ hành nó tạo ra một cái không gian rất là rực rỡ.
Mọi người xem trời lạnh thế này mà bọn trẻ vào đây chơi đùa hay thật chứ. Mình nghĩ chắc tụi nó quen với cái thời tiết rồi, với lại mặt ấm nữa, chứ như mình là mình thua. Lạnh quá mà nói không ra hơi luôn các mọi người. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng mà lạnh quá, mình không thể tưởng tượng được. Bây giờ nhiệt độ bây giờ ở ngoài chứ mình nghĩ chắc 7-8 độ quá. Càng đi vào sâu bên trong cái khu công viên thì nhiệt độ càng giảm xuống. Mình cảm giác lạnh kinh khủng, mặc như này hoàn toàn không đủ ấm chút nào hết. Mọi người rút kinh nghiệm của mình nha. Thế là mình quyết định quay trở lại hơi tiếc vì càng đi vào sâu bên trong thì có những cái hàng cây rất là đẹp. Mà lạnh quá mình nói không ra hơi rồi nè, thôi mình quay về đây. Trên đường quay trở lại thì mình ghé qua một cái khu trồng toàn lá phong đỏ rực. Trời ơi, tôi nói đẹp xỉu luôn mọi người ơi. Dù rất là lạnh nhưng mà không thể là không dừng chân lại khu rừng lá phong là được, bởi vì khung cảnh quá tuyệt vời luôn á. Khu phố Akihabara được mệnh danh là một cái thiên đường mua sắm cho tín đồ công nghệ, anime và manga. Akihabara hay còn gọi là khu phố Akiba là một cái khu phố sôi động nằm ở quận Chiyoda. Nơi đây nổi tiếng là các cái thánh địa dành cho giới trẻ yêu thích công nghệ, anime, manga, game. Theo như mình biết thì ban đầu Akihabara là một cái khu vực tập trung rất là nhiều cửa hàng bán đồ điện tử gia dụng. Sau Thế chiến thứ hai, khu phố dần chuyển mình trở thành một cái khu trung tâm mua sắm rất là sầm uất với các mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện. Vào những năm 1980 thì sự bùng nổ của anime manga đã biến Akihabara thành một cái điểm đến rất là lý tưởng cho các fan hâm mộ. Khu Akihabara ngày nay có vô số cửa hàng chuyên bán các mặt hàng điện tử, máy tính, linh kiện, anime, manga, game. Nếu bạn là một người yêu thích công nghệ thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua cái khu này khi mà đến du lịch Tokyo, Nhật Bản. Sáng nay thì là mình sẽ check out khách sạn, gửi hành lý, sau đó là sẽ đi chơi tiếp để buổi tối thì mình sẽ quay ngược trở lại lấy hành lý để di chuyển về Osaka. Tất nhiên là trước khi đi thì ghé 711 sát bên cạnh để ăn sáng. Mình mua bằng thẻ Akuka rất là tiện lợi luôn. Thẻ này dùng được trên toàn nước Nhật, chỉ có tàu Shinkansen và xe buýt cao tốc là không dùng được thôi nha mọi người. Nếu bạn để ý thì bạn sẽ thấy là một số ga sẽ có để sẵn các cái dấu mộc cho du khách tự đóng làm kỷ niệm. Mình thấy sưu tầm dấu mộc của các ga cũng là một cái idea rất là thú vị. Hôm nay trời nắng rất là đẹp, cũng là ngày cuối ở Tokyo rồi nên là các điểm chụp lá vàng hôm nay sẽ ưu tiên. Mình đang di chuyển đến trường đại học Tokyo, đi bộ lòng vòng qua mấy con hẻm nhỏ, thấy mấy cái nhà Nhật nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn thích ghê đúng không mọi người. Ta-da, đến rồi, đây chính là trường đại học Tokyo cổ kính rợp lá vàng mùa thu, đẹp mê hồn luôn. Đây là một cái trường đại học rất là lâu đời và là một trong những cái trường đại học danh tiếng nhất ở Nhật Bản luôn đó mọi người. Mùa thu là thời điểm tuyệt vời nhất để tham quan đại học Tokyo. Kết hợp với lối kiến trúc cổ điển của trường dưới những cái vòm lá vàng, cả khuôn viên trường đẹp như là một bức tranh luôn.
Hôm nay mình quay trở lại cái con đường lá ngân hạnh đẹp nhất Tokyo. Con đường này nằm ở quận Shibuya, Tokyo, là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất vào mùa thu của thành phố. Hôm trước đến trời mưa, hôm nay mình nhất quyết phải đến lại một lần nữa để mọi người biết rằng là cái con đường này đẹp đến mức nào. Và mỗi mùa thu, những chiếc lá chuyển sang màu vàng rực rỡ tạo thành một cái con đường rất là đẹp. Như bạn thấy là du khách tập trung về đây rất là đông. À, mọi người nhớ hôm trước mình đến đây không? Vắng hoe à. Và bây giờ như mọi người thấy đông dã man đúng không? Rồi con đường lá ngân hạnh, bọn mình bắt đầu di chuyển qua Shinjuku gần đó để ăn trưa, xong dạo phố quanh khu này luôn. Cái khu này là cái khu rất sầm uất ở Tokyo luôn, mà chắc chắn là bạn khó lòng mà bỏ qua được đúng không? Thời tiết mát mẻ, nắng đẹp như thế này mà đi dạo phố thì đúng là thích không còn gì bằng luôn á. Cái quán ăn này nó nằm ở dưới hầm thứ 3, lối đi xuống cầu thang rất là nhỏ, chỉ vừa đúng một người đi xuống thôi đó, người đi lên là không có cửa nha. Hầu hết các cái quán ăn ở Tokyo mình thấy là đều dùng các cái máy để order món tự động rất là thuận tiện. Khu Kabukicho ở khu Shinjuku là một cái khu phố rất là sôi động và náo nhiệt ở Tokyo, đặc biệt là về đêm, mà mọi người hay gọi đó là cái khu đèn đỏ. Khu Kabukicho là một cái khu được hình thành sau Thế chiến thứ hai, khi khu vực này trở thành nơi tập trung rất là nhiều quán bar, nhà hàng phục vụ cho lính Mỹ đóng quân tại Nhật Bản. Kể từ đó thì khu Kabukicho này trở thành một cái trung tâm giải trí về đêm rất là sôi động, với vô số các hoạt động vui chơi giải trí về đêm phục vụ cho du khách tò mò đến trải nghiệm. Có thể nói cái khu này là khu sôi động và đêm nhất thế giới luôn á mọi người. Ở đây mọi người có thể tìm kiếm tất cả các cái dịch vụ giải trí như rạp chiếu phim, quán cà phê, manga, quán rượu, hộp đêm, sex shop, khách sạn tình yêu, rất là nhiều thứ thú vị. Người Nhật gọi đây là khu phố không ngủ, và những năm gần đây thì du khách rất là thích tới khu này bởi vì muốn tò mò xem thử là cuộc sống về đêm ở một cái khu sôi động như này thì trông nó sẽ như thế nào. Khu phố Kabukicho trước đây là một khu phố đèn đỏ rất là nổi tiếng của Nhật, nhưng mà đến 2005 thì chính quyền Tokyo đã cấm những cửa hàng sex chèo kéo du khách, nên là mọi người sẽ không thấy những cảnh những cô gái ăn mặc sexy đứng mời khách như ở Thái Lan đâu nha. Đi bộ nguyên một ngày rãi chân rồi, bây giờ là mình ghé vào quán ăn mì đây để tối về khách sạn lấy hành lý đi Osaka. Bạn sẽ gặp rất nhiều các cái máy order tự động như thế này đặt trước các cái quán ăn, cứ việc đút tiền vào chọn món, sau đó là máy sẽ thối tiền thừa và bill ra, bạn vào quán đưa bill thì người ta phục vụ thôi, rất là tiện lợi luôn ha. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người ở tập sau ở Osaka nha. Nhớ xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem rất là nhiều. Bye bye.